Mini Việt Nam xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thưa quý cô chú anh chị và các bạn thân mến, Hà Nội nổi tiếng với những cây cầu lịch sử như cầu Thê Húc, cầu Long Biên, Đà Nẵng thì vang danh với cầu Vàng, cầu Rồng. Còn khi nhắc tới Sài Gòn, chúng ta không thể không nhắc tới một cây cầu nổi tiếng ở quận 7, đó là cầu Phú Mỹ. Cây cầu này không chỉ được xem là cầu đẹp nhất của quận 7, mà còn thuộc top những cây cầu đẹp nhất ở Sài Gòn. Đây cũng chính là cây cầu dây văng lớn nhất Sài Gòn và được xem là công trình dây văng hiện đại bậc nhất thế giới. Hướng mà Mini Việt Nam đang chạy xe chính là hướng từ quận 7 sang quận 2. Hình ảnh phía trước quý cô chú anh chị và các bạn đang thấy đó chính là cầu Phú Mỹ. Sau đây xin mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng vượt sông Sài Gòn qua bên kia quận 2 và cùng nhau thưởng ngoạn khung cảnh đồ sộ của cây cầu Phú Mỹ này. Cầu Phú Mỹ được khánh thành vào ngày 2 tháng 9 năm 2019 với mức đầu tư lên đến 2.076 tỷ đồng. Cầu được xây dựng trong vòng 5 năm. Kể từ khi cầu Phú Mỹ đi vào hoạt động cho đến nay, việc lưu thông từ miền Bắc, miền Trung đến đồng bằng sông Cửu Long được rút ngắn rất nhiều. Điều này làm giảm ách tắc giao thông trên địa bàn thành phố. Các xe tải, xe container thay vì chạy trong nội thành thì đã chạy qua cầu giúp mật độ ô nhiễm trong thành phố Hồ Chí Minh giảm đáng kể. Nếu chưa kể đến hệ thống đường dẫn, cầu Phú Mỹ có chiều dài hơn 2.000m, chiều rộng 27.5m. Cây cầu có 6 làn xe, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ phục vụ người dân. Cầu có thể cho phép 100.000 lượt xe lưu thông qua cầu mỗi ngày. Cầu Phú Mỹ kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm và khu đô thị Phú Mỹ Hưng, nối quận 7 với thành phố Thủ Đức. Quận 7 là một quận nội thành nằm ở vùng ven phía đông nam thành phố. Đây còn được xem là khu vực của sự giàu có với nhiều khu biệt thự, chung cư cao cấp. Quận 7 là quận được tách ra từ huyện Nhà Bè, là một trong năm quận mới của thành phố Hồ Chí Minh, được chính thức thành lập năm 1997. Còn quận 2 nằm ở phía đông của thành phố Hồ Chí Minh, trên tả ngạn sông Sài Gòn, phía bắc giáp quận Thủ Đức, Bình Thạnh, phía nam giáp quận 7, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, phía đông giáp quận 4, quận 1, quận Bình Thạnh. Nhắc đến cầu dây văng, chắc hẳn quý cô chú anh chị và các bạn sẽ nhớ đến ngay cây cầu Mỹ Thuận. Cầu Mỹ Thuận nằm trên tuyến quốc lộ 1A, bắc qua sông Tiền, nối hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long. Đây chính là cây cầu dây văng đầu tiên tại Việt Nam. Cầu được khởi công xây dựng năm 1997 và hoàn thành năm 2000. Cầu cũng có hai trụ tháp hình chữ H giống như cầu Phú Mỹ. Cầu có chiều dài 1.535m, chiều rộng là 23.6m và độ cao là 116.5m. Cầu có vốn đầu tư là 90,86 triệu đô la Úc, trong đó chính phủ Úc tài trợ 66%, vốn đối ứng phía Việt Nam là 34%. Có thể nói cầu Phú Mỹ không chỉ là một công trình trọng điểm của Việt Nam, mà còn là công trình cầu dây văng hiện đại nhất Việt Nam, sau cầu Nhật Tân. Hiện đại ở đây là phần kỹ thuật dây văng, ở Việt Nam chỉ có vài cây cầu như thế. Hiện, mặt đường cầu Phú Mỹ hướng từ quận 7 đi thành phố Thủ Đức sẽ bị rào chắn một phần từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 4 tháng 10 để sửa hai khe co giãn, chi phí sửa chữa hết 21 tỷ đồng. Theo Sở Giao thông Vận tải, trong 30 ngày đầu, cầu sẽ được thi công phía ngoài cùng, bên trái, các loại ô tô lớn đi làn giữa, ô tô con và các loại xe hai bánh và ba bánh sẽ chạy làn trong cùng bên phải, phía lan can cầu. Xe từ hướng thành phố Thủ Đức qua quận 7 đi bình thường như hiện nay. Khe co giãn là khoảng trống của dầm để thừa ra nhằm tránh tình trạng nước mặt bê tông do quá trình giãn nở khi nhiệt độ thay đổi. Tùy vào công trình có các loại khe co giãn khác nhau như khe nhiệt, núm. Hai khe co giãn trên cầu Phú Mỹ bị hư hỏng từ hồi tháng 7 năm 2020, được nhà đầu tư dự án dùng các tấm thép chắn tạm. Tuy nhiên do mật độ ô tô nhiều, tấm thép lệch nghiêng,
Mỗi khi xe tải nặng chạy qua vị trí hư hỏng, tấm sắt lại rung lên, tạo ra âm thanh rất lớn. Kể từ khi một phần cầu Phú Mỹ hướng từ quận 7 đi thành phố Thủ Đức được rào chắn để thi công sửa khe co giãn, dòng xe di chuyển thường phải nối đuôi nhau hàng cây số để qua cầu. Tình trạng ùn ứ ở cầu Phú Mỹ được dự báo sẽ nghiêm trọng hơn do một phần đường bị thu hẹp để sửa chữa khe co giãn. Trong 3 tháng tới, một phần đường cầu Phú Mỹ sẽ được luân phiên rào lại để nhà đầu tư sửa chữa khe co giãn. Cây cầu có lưu lượng lớn ô tô qua lại này được dự báo sẽ gặp tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng trong thời gian bị thu hẹp làn đường. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất cấm ô tô khách trên 30 chỗ vào nội đô thành phố từ 6 giờ đến 22 giờ để giảm ùn tắc, tai nạn và hạn chế bến cóc, xe dù. Đề xuất vừa được Sở Giao thông Vận tải gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan để lấy ý kiến. Khu vực hạn chế xe được giới hạn bởi các tuyến quốc lộ 1 ở hướng Bắc và Tây, xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống ở hướng Đông, hướng Nam là đường Võ Chí Công, cầu Phú Mỹ, đường trên cao Nguyễn Văn Linh. Việc cấm xe khách dự tính thực hiện theo 2 giai đoạn, từ nay đến 2025, cấm xe khách giường nằm vào nội đô từ 6 giờ đến 22 giờ. Sau đó, thêm các ô tô trên 30 chỗ cũng bị cấm, trừ xe buýt, xe tang, ô tô công vụ. Ngoài ra, ngành giao thông thành phố cũng đề cập một phương án khác là từ sau 2025 sẽ cấm xe khách trên 16 chỗ. Cả hai cách làm trên được cho là giúp các đường ở trung tâm thông thoáng, đồng thời hạn chế tình trạng bến cóc, xe dù. Tuy nhiên, phương án sau có thể gây tác động nhiều hơn đến kinh tế, xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp vận tải kinh doanh xe khách trên 16 chỗ. Tính đến cuối năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh quản lý hơn 35.000 xe khách. Trong đó, ô tô khách hoạt động ở 5 bến liên tỉnh tại thành phố lộ trình cố định không qua khu trung tâm, chỉ những xe chạy hợp đồng, du lịch ra vào. Trụ sở nhiều nhà xe nằm ở các quận 5, 10, Tân Bình, Tân Phú, Bình Thạnh. Thành phố hiện có 107 điểm đón trả khách ở trụ sở, bãi xe, cây xăng. Trong đó, nhiều chỗ các xe núp bóng chạy hợp đồng, du lịch, nhưng hoạt động như những tuyến cố định, ảnh hưởng các xe trong bến. Ngoài ra, một số khu vực trên các quốc lộ 1, 13, thành phố Thủ Đức, sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình. Ngành giao thông thành phố đã triển khai một số biện pháp như cấm ô tô dừng đỗ trên các đường ở trung tâm như Lê Hồng Phong, Nguyễn Thái Bình, Lê Thị Hồng Gấm. Nhiều tuyến cũng được lắp camera để xử lý xe dừng đỗ, đón trả khách sai quy định. Một thông tin rất vui liên quan đến việc cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới, đó là Cục Quản lý xuất nhập cảnh khẳng định, hộ chiếu phổ thông mẫu mới hiện được cấp theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hộ chiếu phổ thông mẫu mới không gắn chip điện tử được Cục Quản lý xuất nhập cảnh A08. Bộ Công an và các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại Việt Nam bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký và cấp từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, sau khoảng 1 tháng hạn chế cấp hộ chiếu mẫu cũ để gửi thông báo với các nước trên thế giới về việc thay đổi mẫu giấy thông hành này. Theo A08, hộ chiếu mới được thiết kế công phu, trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu về phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng nhằm khẳng định và quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới. Ngoài ra, mẫu hộ chiếu phổ thông mới bảo đảm các kỹ thuật bảo an, khó làm giả. Dù cấp mẫu mới, nhưng hộ chiếu mẫu cũ cấp trước ngày 1 tháng 7 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trên hộ chiếu. Như vậy, hiện nước ta đang có 2 mẫu hộ chiếu. Ngoài ra, dự kiến trong quý 3 này, A08 sẽ triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới gắn chip điện tử. Tuy nhiên, ngày 27 tháng 7, Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam đã có công hàm gửi Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo về việc tạm thời chưa công nhận mẫu hộ chiếu mới của nước ta được cấp từ ngày 1 tháng 7 vì thiếu thông tin về nơi sinh. Theo công hàm, không có nơi sinh thì không thể xác định được rõ ràng người mang hộ chiếu, đặc biệt đối với nhiều trường hợp trùng họ. Do đó, hiện những người mang hộ chiếu mới sẽ không được nhập cảnh Đức để lưu trú ngắn hạn. Trước vấn đề này, đại diện A08 cho biết đang phối hợp với Bộ Ngoại giao trao đổi với phía Đức qua đường ngoại giao để sớm có cách giải quyết. Trong thời gian này, A08 và các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại Việt Nam vẫn cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới như bình thường.
Đại diện A08 khẳng định hộ chiếu phổ thông mẫu mới được cấp theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và đạt tiêu chuẩn ICAO, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế. Ngoài ra, trên thực tế, hộ chiếu của nhiều nước trên thế giới cũng không có một thông tin về nơi sinh, nhưng vẫn đang được công nhận. Trong khi đó, theo thông tin từ Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, ngày 28 tháng 7, Cục Lãnh sự đã nhận được công hàm của Đại sứ quán Đức tại Việt Nam cho biết tạm thời sẽ không cấp thị thực cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông mẫu mới do một số yếu tố kỹ thuật. Ngay sau khi nhận được thông tin, Cục Lãnh sự đã tổ chức làm việc với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an để trao đổi thông tin và phương án xử lý vướng mắc. Cùng ngày, Cục Lãnh sự đã giao thiệp với Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, đề nghị hai bên phối hợp tìm giải pháp tháo gỡ các khó khăn về mặt kỹ thuật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam nhập cảnh Đức và phù hợp với tinh thần quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Đức. Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cũng đã liên hệ để thu xếp trao đổi trực tiếp với các cơ quan chức năng Đức về việc này. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Cục Lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Đức sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại để thúc đẩy xử lý vấn đề. Đến đây Mini Việt Nam xin tạm dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Cá xong 30 ngàn ký sổ luôn.